Em à, em ngồi xuống đi. Anh tìm em suốt 20 năm nay, không ngờ bây giờ anh mới được gặp lại em. Tôi với ông không còn quan hệ gì hết. Tuyết, anh biết năm xưa anh nhất thời, anh nông nổi, anh sao lòng. Anh đi tìm em bao lâu nay để mà mong chuộc lỗi. Hãy tha lỗi cho anh đi mà. Tôi đã nói rồi, giữa tôi với ông không còn quan hệ gì hết. Ông đừng có làm phiền tôi nữa. Tuyết, Tuyết. Dạ mời anh. Tao không uống nữa. Muốn cái gì nữa đây? Lần này là hai đứa con gái yêu quý của bà hại tôi trước đó nha. Nhưng con cũng làm sai trước. Nếu con không đốt nhà của dì Xuyến thì làm sao có tờ đơn tố cáo đó. Chưa hết, dì Xuyến lâu nay chỉ mong muốn được gặp lại thằng Đông. Dù con hận mẹ, nhưng hai mẹ con họ đâu có liên quan gì. Con đâu thể tàn nhẫn với dì Xuyến như vậy. Vì thằng Đông nó quá hiền lành, cho nên tôi mới phải giúp nó thôi. Thằng Đông nó không cần con giúp như vậy. Nó rất xúc động vui mừng khi gặp lại mẹ của nó, vì nó biết buông bỏ thù hận. Còn con, tại sao con cứ cố chấp vậy hả? Con mau dừng lại những suy nghĩ hành động sai trái đi con. Nếu không, con ngại con sẽ phải trả giá đó. Không phải lúc nào con cũng may mắn như lần này đâu. Nghe lời mẹ đi con, nha con. Bà không có tư cách gì dạy dỗ tôi hết. Mẹ đã nói năm xưa là mẹ bơi theo con không kịp mà An. Được, cứ cho là bà bơi theo tôi không kịp đi. Nhưng vì bà đã chọn cứu con Thư trước, cho nên mới không bơi cứu tôi kịp. Bà có biết trong lúc tôi bị điên, tôi vẫn kêu bà cứu tôi không hả? Nó là nỗi đau ám ảnh mà tới chết tôi cũng không thể nào quên được. Bà nên biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. An à, An, An ơi, An, 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 An ơi, chị, có chuyện gì vậy chị? Nó nói gì với chị? Chị nói đi. Nó nói gì với chị? Chị nói đi. Em xử nó cho. Không, không, không. Nó không có nói gì chị hết. Chị chỉ trách nó là tại sao nó đốt nhà của chị Xuyến vậy thôi. Nhưng mà chị cũng đâu có cần khóc lóc đau lòng như vậy. Hồi nãy em còn nghe chị gọi An nữa. Là sao vậy chị? Chắc là em nghe lầm đó. Chị đâu có gọi An gì đâu. Thôi mình đi về đi em. Đi, đi về. Vô đi. Ngoại khỏe rồi chưa ngoại? Con ngồi xuống đi, ngoại muốn nói chuyện. Con hứa với ngoại, con sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Đó cũng tương đương với con xin lỗi thôi. Từ nhỏ, ngoại luôn muốn con là một người dẫn đầu, nên ngoại không lạ gì khi con có tham vọng. Nhưng cũng như ngoại nói, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu con có tham vọng thì phải cố hết sức mình
để đạt được tham vọng đó một cách đường đường chính chính thì tốt. Còn nếu con dùng những mưu kế tiểu xảo, dù cho ngoại không biết, nhưng nó sẽ ăn sâu vào người con, mức độ sẽ càng ngày càng tăng. Tới một lúc nào đó, con sẽ bị chính cái tham vọng của mình giết chết. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời ngoại dạy. Thôi, con ra ngoài đi. Dạ, con xin phép. Đi kiểu gì kỳ cục vậy? Ê, bà đụng tụi tôi, bà còn làm dữ hả? Bà đừng có ngang ngược nha. Nè, mấy người mới là ngang ngược đó. Tự nhiên đụng tôi, chứ tôi đâu có đụng mấy người. Ngang ngược, tụi tôi đánh bà luôn mới là ngang ngược đó. Không muốn nói chuyện mấy người nữa. Sao? Ê, bà đi đâu? Làm cái gì vậy hả? Nè, sao? Tụi bay tính làm gì vậy, hả? À, ông này ngon. Chuyện của tụi này với bà, khôn hồn thì biến. Nếu không thì đừng có trách, nghe chưa? Em đứng qua một bên đi. Tao không cho phép tụi bay đụng tới bà. Khôn hồn thì biến. Ông này ngon, nhưng mà chuyện này là chuyện của tụi tôi. Khôn hồn á, tao biến ngay đi. Tao nhắc lại một lần nữa, tao cấm tụi bay đụng tới bà. Khôn hồn thì biến. Thôi. Hôm nay tụi tao ăn chay, chỉ đánh mày bị nhiêu đây thôi. Còn bà, hên cho bà đó, lần sau là nhập viện nha. Bà, nhớ chừa mặt tụi này ra đó nghe chưa. Ông có sao không hả? Ông có bị gì không hả? Chỉ cần em không sao là được rồi. Anh không sao hả? Tuyết, ngày xưa anh có lỗi với em. Anh có sao không? Thấy đỡ không vậy? Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Tuyết à, ngày xưa anh nhất thời sai lầm. Khi em đuổi anh đi, anh mới nhận ra lỗi của mình. Người anh thương nhất vẫn là em. Anh tính bỏ đi vài ngày để cho em nguôi giận, rồi trở về xin lỗi em. Nhưng mà không ngờ khi về tới nhà trọ thì nghe ông chủ nhà trọ nói em bị trộm hết tài sản, rồi bỏ đi đâu cũng không biết. Anh đã đi tìm em khắp nơi, cũng có trở về nhà cũ của em, nhưng nghe nói chồng của em mất, em bỏ đi đâu biệt tâm biệt tích. Lúc đó tôi thất vọng về anh, trở về nhà định hàn gắn với anh Phong. Nhưng rồi bao nhiêu biến cố xảy ra, anh Phong mất, tôi cũng lưu lạc nước ngoài 20 năm. Cuộc sống bây giờ của em ra sao? Có ai lo cho em hay không? Tuyết à, nếu không thì em về ở với anh nha. Cuộc sống của anh bây giờ tuy không khá giả nhưng mà cũng tạm ổn. Anh có thể chăm sóc cho em. Không cần đâu. Em vẫn không tha lỗi cho anh hay sao? Chuyện cũng qua lâu quá rồi. Bây giờ anh còn lo cho em thì em tin là anh thật lòng với em. Nhưng mà bây giờ mình quá lớn tuổi rồi, em đang ở với các con, em nghĩ chúng ta nên là bạn thì tốt hơn. Sao cũng được, chỉ cần em chịu tha lỗi cho anh và cho anh cơ hội chăm sóc cho em là anh vui rồi. Cuộc sống của em và các con có ổn hay không? Hôm trước ở quán cà phê, anh nghe loáng thoáng là em muốn tìm ai đó hả? Con Phương, con gái út của em, nó bị người ta hại, thuê người đạp xe làm nó bị hư thai. Em đang nhờ vài thám tử điều tra bắt đứa hại nó, tố cáo nó lên công an để tìm ra chủ mưu. Chỉ có cái hình xăm ở cánh tay thôi, cho nên là cũng khó tìm. Xăm trổ thì có khi là dân giang hồ.
anh có quen biết vài người trong giới này. Có gì anh sẽ nhờ người tìm giúp cho em. Vậy thì tốt quá. Dì, dì thấy trong người bây giờ làm sao rồi? Hay là con đưa dì đi bệnh viện khám nha. Dì không có sao đâu. Dì cứ nói là không sao, mà mấy ngày nay dì ăn uống ít hẳn luôn, rồi cứ mệt nằm đó hoài à. Lần này giống hệt cái tâm bệnh mà kỳ của thằng Kiệt vậy đó. Hay là thằng Kiệt đã chọc gì khiến chị buồn nữa đúng không? Con đâu có nghe mẹ với chị ba nói gì đâu. Anh hai của con á đi chụp hình cưới, hôm nay mới về. Chị Tú, em xin lỗi chị nha. Chị đâu còn quan tâm tới con người đó nữa. Em đâu cần phải xin lỗi. Thôi, vậy không có sao. Chắc tại lúc này cơ thể của dì nó đòi đình công, muốn làm biếng chút thôi. Tú. Dạ. Con đi học đi, để trễ đó. Dạ. Còn em với con Phương đi về nghỉ đi. Vậy thôi, chị nghỉ ngơi đi. Dì, để con nấu cho dì miếng cháo, khi nào đói bụng thì dì ăn nha. Thôi, con về đi. Lúc này con đâu có nhận show nữa đâu. Con ở đây với dì nha. Dì Thu ơi, dì lấy giùm con tắm thớt đi dì Thu. Anh ơi, dì Thu. Hả? Dì đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì đâu con. Mà cái thằng Quân đó đâu phải là con một côi đúng không con? Sao, sao tự nhiên dì lại nhắc tới hắn chứ? Dì xin lỗi nha. Dì không có cố ý làm cho con bực tức đâu. Chỉ là dì cảm thấy giữa dì Diệu con và nó có cái gì đó. Dì nói vậy là sao dì? Dì bắt gặp dì Diệu của con, gặp nó hai lần. Tối hôm kia dì Diệu của con khóc quá trời luôn, kêu nó là An nữa đó. An? Ừ. Là anh An? Là anh An con của dì Diệu đó hả? Ừ. Rõ ràng dì nghe dì Diệu kêu nó là An, mà dì hỏi thì dì Diệu chối. Sau bữa đó về là dì Diệu bệnh luôn đó. Có mấy lần dì trù thằng khốn nạn Quân đó. Mỗi lần như vậy á là dì thấy dì Diệu buồn buồn, kêu dì đừng có trù nữa. Dì Diệu còn từng hỏi nó có thích ăn chè trôi nước không, cái bữa mà nó tới chơi đó. Cái hôm mà nó bị công an bắt, dì thấy dì Diệu lấy hình của thằng An ra ngồi khóc. Mấy ngày nay dì nhớ lại mấy cái chuyện đó nên cứ suy nghĩ lung tung mà. Không lẽ nó là thằng An? Rồi dì tự chửi mình suy nghĩ tào lao. Thằng An nó chết rồi mà. Nhưng mà nhìn những cảm xúc của chị Diệu như vậy thì dì không thể nào mà lầm được. Nói tóm lại á là... Hả? Nói tóm lại là sao? Bây giờ dì đang rối mù nè. Hay là mình vô mình dò hỏi dì Diệu được không? Con nghe nói năm xưa anh An chết cũng không tìm thấy xác, cũng có khi là anh An còn sống đó gì. Thôi, tại vì rảnh quá rồi suy nghĩ lung tung vậy thôi, chứ không phải vậy đâu. Hồi nhỏ thằng An nó dễ thương lắm, không thể nào mà nó trở thành một thằng khốn nạn như thằng Quân vậy được. Với lại gia đình của ông Phát giàu có danh giá vậy, con cháu không lẽ không rõ nguồn gốc, nó sao mà là thằng An được. Bây giờ mà mình vô nói với chị Diệu rồi chị suy nghĩ, chị nhớ tới thằng An chị buồn nữa, hiểu không? Dạ con chào chú. Chú chào con. Dạ. Chú tính gặp con để hỏi thêm thông tin, có gì chú dễ khoanh dùng. Dạ, có gì chú giúp giùm con. Con yên tâm đi, chú với mẹ con đây là bạn, chú sẽ cố gắng hết sức. Nè, trong giới có ai thù ghét con hay không? Dạ, cũng có một số người không thích con, nhưng mà con nghĩ đâu có đến nỗi họ phải làm như vậy. Vậy trong chuyện tình cảm con có mâu thuẫn gì với ai hay không? Để coi, chỉ có thằng khốn nạn tên Quân thôi, nó lừa gạt tình cảm con gái của em. Lúc đầu nhà em cũng đã nghi là nó rồi. Cũng có khả năng là chuyện tình cảm,
Nhưng mà con chia tay nó trước hay là sao, cho nên nó mới hận con, bày trò ra như vậy. Dạ không, con mới là người phải đáng hận hắn mà. Vậy có khi là không phải là thằng đó rồi. Vì thường tâm lý nó thù ghét con thì nó mới hại con chứ. Còn đằng này, đáng lẽ con mới là người phá ngược lại nó. Ừ, cũng có khi không phải là nó. Hay giờ như vậy, con cho chú số điện thoại của con đi. Rồi có gì chú dễ liên lạc mà hỏi thăm. À, sẵn á, con cho chú tên mấy người trong giới mà không thích con, biết đâu lại là họ. Ừ. Dạ chú. Ừ. Con à, chú Vũ quen biết rộng, có khi là sẽ tìm ra nhóm người đó mà. Con đừng có lo nha. Còn chuyện trở lại showbiz thì không phải là không có cơ hội đâu con. Mẹ, mấy hôm nay con cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Mẹ cho con giải nghệ nha mẹ. Thời gian vừa qua con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà con nhận ra con cố gắng đi nữa chưa chắc là con sẽ thành công đâu. Mà còn nhiều yếu tố khác nữa, con vốn không hợp với showbiz. Lần này con nhất định sẽ không quay trở lại showbiz nữa. Mẹ, mẹ có giận con không? Mẹ tôn trọng quyết định của con. Vậy con có muốn quay trở lại ở với bà như cũ không? Hồi trưa này con cũng có qua thăm dì. Dì bị bệnh, nhưng mà cũng may là có chị Tú chăm sóc cho dì. Mẹ, rồi mai mốt anh hai con làm đám cưới với chị Quyên. Mẹ có dự định dọn qua ở chung với anh chị hai không? Nếu như mẹ qua ở với anh chị hai con sẽ dọn qua ở với bà hả? Trong lòng của con, bà vẫn hơn mẹ nhiều đúng không? Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ biết, thời gian 20 năm không thể nào một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nhưng mà mẹ không có giận con đâu. Mẹ sẽ không dọn về ở với anh chị hai. Mẹ muốn ở với con, mẹ muốn bù đắp cho con. Đừng dọn về ở với bà được không? Mẹ, con sẽ ở với mẹ mà. Thật ra con ở với ai cũng vậy, mẹ hay dì gì ai cũng yêu thương con hết mà. Mẹ. Ừ, anh không? Ba, chị ba. Anh mẹ. Hai. Em, mẹ. Ủa, con Quyên đâu, nó không qua đây hả con? Quyên nó mệt trong người nên không qua được mẹ. Chắc do nó mới đi xa về cho nên nó mệt đúng không? Dạ. Mẹ với con Phương chuẩn bị xong hết rồi. Cậu Út của con á đi tiệc cưới chứ không là chắc là nãy giờ cũng qua rồi đó. Nghe Thư nói là anh hai chuẩn bị vô công ty của chị Quyên làm hả? Đúng rồi, ngày mốt tôi bắt đầu làm việc rồi. À, hai người sao? Công việc hôm nay vẫn ổn chứ? Chắc tại anh mới về nên chưa nghe vụ của thằng Quân hả? Chưa. Có chuyện gì sao? Trong một dự án, Quân thuê người đốt nhà dì Xuyến để giải thi công. Em đã bắt được thớp của hắn. Em kêu dì Xuyến tố cáo hắn lên công an. Nhưng mà cuối cùng nghe đâu hắn tìm được con của dì Xuyến, nên dì Xuyến chấp nhận rút đơn tố cáo. Chị ba, thiệt hả chị ba? Ừ, đó là Đông. Có thể Quân đã biết từ lâu nhưng không nói cho dì Xuyến biết, đợi đúng lúc mới nói ra để trao đổi với dì. Tên Quân đúng là mưu mô xảo quyệt, mình không dễ đối phó đâu. Cái thằng đó để vốn mang dòng máu quỷ quyệt khốn nạn của ba nó mà. Chắc là nó cũng dùng nhiều thủ đoạn để lấy lòng ba của tôi. Ba tôi mới thương yêu nó, có ý định đó hả, để lại cả tập đoàn cho nó luôn đó. Ngày xưa ba nó cũng nhắm vào tài sản của nhà tôi. Em cũng từng nghe Quân nói là ba Quân bỏ đi. Vậy ba của Quân còn sống không anh? 30 năm trước, ba của nó là thằng khốn nạn Minh, một thằng sở khanh chính hiệu. Thấy gia đình của anh giàu có thì dụ dỗ chị hai của anh đã làm chị có thai thằng Quân. Mục đích là cái gì? Ép ba anh phải chấp nhận nó. Nhưng mà ba anh á biết bộ mặt thật của nó rồi, cho nên là không có cho nó được tội nguyện. Ba anh đã từ chị hai của anh, mà ghê lắm nha, nó dẫn chị hai của anh bỏ đi luôn. 10 năm sau mẹ của anh á bệnh nặng sắp qua đời, cho nên á mẹ của anh muốn gặp lại mẹ con chị hai. Cho nên ba của anh mới tìm kiếm thằng Khổ Minh, kêu nó đưa hai mẹ con của chị hai anh về. Nhưng nó chỉ đưa thằng Quân bị điên khùng.
và hũ tro cốt của chị hai của anh á đem về. Nó nói chị hai anh á là bị lũ cuốn trôi mà chết, còn thằng Quân á thì bị té trôi sông, cho nên nó bị điên. Sau đó ba anh cho tên Minh một số tiền rồi đuổi nó đi. Giữ thằng Quân ở lại để chữa trị và nuôi dưỡng. 20 năm nay không thấy mặt mũi nó xuất hiện trở lại nữa. Ba anh căm hận nó thấu xương. Năm đó còn làm lại giấy tờ đổi hộ của thằng Quân sang họ của mẹ nó luôn, cắt đứt với nó luôn. Em cũng thấy chủ tịch và Quân cùng họ Trần. Em lại nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Nói thiệt với em, nó vốn là họ Đỗ. Nếu vậy, có thể bà đã có dự định từ 20 năm trước sẽ có ngày để lại gia sản cho Quân. Chứ em thấy bà thuộc mẫu người gia trưởng truyền thống, tại sao lại để cho người ngoài thừa kế gia sản? Ừ, đúng rồi đó con. Mà con lại không thể sinh con nữa. Dám bà con dự định như vậy, để thằng Quân sau này nối dõi dòng họ nhà con thay con đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, chắc chắn con không thể nào để chuyện đó xảy ra đâu. Anh ba, nói vậy từ lúc nhỏ cho đến lúc Quân được ba hắn đem về, anh với ba anh chưa từng gặp hắn hả? Ừ, không. Cái lúc mà chị hai anh mang bầu nó thì đã trốn theo thằng khốn nạn kia rồi. Vậy anh có biết quê quán gốc gác của tên Quân lúc nhỏ đâu không? Phương, sao tự nhiên em hỏi vậy? Em nghe anh rể nói ba của ảnh rất căm hận ba của hắn. Em tính hỏi để tìm ba hắn thôi. Biết đâu ba của hắn sẽ gây bất lợi cho hắn thì sao? Chị nhớ không lầm, hình như là Châu Phong, Tân Châu, An Giang. Ừ, có lần chị hỗ trợ hồ sơ cho Quân, chị từng nhìn thấy chứng minh của Quân ghi nguyên quán ở đó. Cái thằng khốn nạn đó, nó không bao giờ nó ở yên một chỗ đâu. Nó đi khắp nơi, nó dụ dỗ những người phụ nữ nhẹ dạ để moi tiền của họ. Đúng là cha nào con ấy không sai mà. Nếu như anh rể nói thì 20 năm trước họ mới gặp tên Quân. Chị Thu lại nói có khi nào hắn là An, cũng trùng hợp là 20 năm. Dù khả năng đó khá mong manh, nhưng mình cũng nên đi một chuyến, biết đâu lại tìm ra tung tích của ba. Không thể để hắn tọa nguyện đạt được những tham vọng của mình. Mẹ, sao thức khuya vậy con? Lại ngủ được hả con? Không phải đâu mẹ, hôm rày con uống được mấy loại thảo dược, con thấy ngủ cũng ngon rồi. Ừ, chỉ tại là con đang tính ngày mai con sẽ đi du lịch. Con đi du lịch hả? Mà đi đâu? Con sẽ đi An Giang đó mẹ. Con nghe anh rể con nói hay sao? Có khi hắn không còn ở đó đâu. Chỉ có ít thông tin như vậy, làm sao con kiếm được? Mẹ, thì cứ coi như là con vừa kiếm rồi vừa kết hợp du lịch cũng được mà. Con có nghe ở dưới nói là có nhiều cảnh đẹp lắm, biết đâu còn may mắn con sẽ tìm được tin tức của ba hắn thì sao chứ. Vậy thôi cũng được, cứ coi như là con đi du lịch cho khuây khỏa ha. Ừ, có tin gì thì nhớ là gọi điện báo cho mẹ biết nghe chưa. Con biết rồi. Ừ, mẹ cứ yên tâm. Ừ. Dạ, em ngủ nguyên đêm hôm qua cũng đỡ rồi, bây giờ em phải đi ăn đám cưới với Bến Tre á, chắc tối em mới về, không phải chơi với mẹ được. Ngày mai anh không cần qua đón em đâu, có gì mình gặp ở công ty nha. Dạ. Em dọn xong hết chưa? Dạ xong hết rồi. Ừ. Mình bỏ đi thiệt cả hai. Sở dĩ chị đi du lịch một tuần là để mấy cổ đông chuyển tiền qua cho mình, sẵn kéo dài thời gian không cho anh Kiệt vô công ty, phát hiện ra công ty sắp vỡ nợ. Hai làm vậy có tội cho anh Kiệt quá không? Anh yêu hai vậy mà. Đối với chị, tiền mới là quan trọng nhất. Lúc đầu chị đến với anh Kiệt cũng là tính sau khi cưới chị sẽ tuyên bố phá sản công ty, cùng anh Kiệt phát triển hệ thống phở. Nhưng mà ai ngờ hệ thống phở lại xảy ra sự cố. Mình đi em. Dạ. À, còn một túi hành lý nữa đâu. Chị đợi em một chút. Nhanh lên, trễ rồi. Dạ. Nhanh lên. Dạ.
Quân ơi, tôi vô được không cậu? Cà phê của cậu nè. Cảm ơn dì. Ông nói á là ngày mai cậu chờ rồi chở ông vô công ty luôn. Bình thường ngoại đi riêng, sau này lại đòi đi với con. Tại vì mẹ thằng Đông á phải phẫu thuật thay van tim nên nó xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cho mẹ nó. Tại tánh thằng Đông nó hiền lành quá thôi, chứ gặp người khác người ta bỏ mặt bả rồi. Tôi cũng có nghe nó kể chuyện của nó. Đúng là mẹ nó cũng đáng trách, nhưng có khi ở trong hoàn cảnh của bả thì mới biết được nỗi khổ của bả. Chứ tôi nghĩ con mình đứt ruột đẻ ra, không có người mẹ nào mà không thương con mình đâu cậu. Thấy nó tha thứ, thông cảm cho mẹ nó, tôi cũng mừng. Con từng gặp một trường hợp, có hai đứa trẻ cùng rơi xuống sông. Một đứa là con ruột, còn một đứa là con riêng của chồng. Người mẹ đó đã không cứu con ruột của mình mà lại đi cứu đứa con của chồng. Không phải người mẹ nào cũng thương con của mình đâu chị. Thiệt vậy hả cậu? Trường hợp đó thì tôi cũng chưa thấy bao giờ. Nhiều người tất nhiên là chọn cứu con mình trước, nhưng cũng có nhiều người, người ta không ích kỷ, người ta lý trí hơn. Nhưng bà mẹ này trước khi sự việc đó xảy ra đã thiên vị con chồng hơn là con ruột của mình. Bà làm vậy để được mang tiếng là mẹ ghẻ tốt, hoặc là vì lợi ích để có được tài sản của nhà chồng. Nếu đúng vậy thì bà mẹ này đúng là quá tệ. Ủa, chào anh là ai vậy? Tôi là nhân viên ngân hàng Đại Lộc. Tôi đến đây để gặp chị Quyên, giám đốc công ty. Vậy anh gặp Quyên chưa? Tôi chưa gặp Quyên, tôi đã gọi điện nhưng chưa liên lạc được. Đâu anh gọi thử xem. Để tôi gọi nha. Ủa, sao tôi không liên lạc được? Có khi nào chị ấy bỏ trốn không? Ý anh là sao? Hiện tại thì chị Quyên đang thiếu một khoản tiền bên ngân hàng của tôi và một số ngân hàng khác. Trong tuần qua tôi đã nhiều lần gọi cho chị Quyên, nhưng chị Quyên viện cớ đi du lịch. Và hôm nay tôi buộc lòng phải đến đây để nói chuyện trực tiếp. Và nếu như chị Quyên không thanh toán thì buộc lòng ngân hàng chúng tôi phải khởi kiện. Quyên ơi, Quyên, quen anh và nhiều người khác nữa, cho nên dì của anh mới ngăn cản anh. Tuy lúc đó nhà em cũng khá giả thật, nhưng chị hai vốn là người coi trọng vật chất. Chị định lợi dụng tiền bạc của những người mà chị quen thôi. Mọi mối quan hệ của chị đều phải có giá trị. Dì Diệu đã biết được ý đồ của chị, cho nên chị mới vu oan cho dì sỉ nhục chị. Từ trước khi gặp lại anh, công ty vốn trên bờ vực phá sản do chị hai kinh doanh đầu tư chứng khoán thua lỗ. Ngay từ đầu, chị hai vốn chỉ định lợi dụng tình cảm của anh để sau khi đám cưới có thể cùng anh tiếp quản phở Vĩnh Phong. Nhưng không ngờ quán phở Vĩnh Phong lại xảy ra sự cố, cho nên chị hai mới lừa anh góp vốn công ty cùng một số cổ đông khác. Em biết anh thật lòng với chị hai em, em rất là áy náy, cho nên em mới nói cho anh biết sự thật. Em thay mặt chị hai xin lỗi anh nhiều lắm. Dạ. Dạ con chào dì. Dì ơi, dì cho con hỏi này chút nha. Dì có biết ông Minh có vợ là bà Loan, con trai thì tên Quân, cũng ở huyện Châu Phong này nè. 20 năm trước bà Loan chết, bị lũ cuốn trôi. Dì có biết không? Dì không biết con ơi. Châu Phong này có mấy cái ấp lận,
con có biết ở ấp nào không? Dạ không gì, con nắm được có nhiêu đó thông tin à. Vậy thì hơi khó kiếm đó con à. Dạ, sáng giờ con cũng có đi hỏi mà không có ai biết hết. Cũng 20 năm rồi. Vậy thôi, con cảm ơn dì nhiều nha. Ừ, không có gì đâu con. Mới đi có một buổi thôi mà. Ráng lên. Trời ơi, cậu. Cậu ơi, cậu. Cậu có làm sao không? Cậu. Dậy về đi cậu, sao nằm đây? Dậy đi cậu. Trời ơi Kiệt, sao mà con xỉn dữ vậy nè? Cậu này, con chị hả? Dạ, sao mà uống xỉn dữ vậy con? Cậu nhậu ở đây một mình từ chiều tới giờ đó, xe đậu bên kia kìa. Tính ra xe về mà chắc con xỉn quá rồi té luôn á. Dạ, thôi để tôi đưa nó về nhà nghỉ ngơi, cảm ơn chị nha. Không có gì. Con đưa đây cho chị. Kiệt, Kiệt à, dậy đi con. Dậy uống miếng nước chanh cho tỉnh nè con. Kiệt, Kiệt à. Sao tôi lại ở đây vậy? Con xỉn quá, té trước quán nhậu. Dì đưa con về đây nằm đỡ cho tỉnh nè. Uống miếng nước chanh đi cho giả rượu. Có chuyện gì hay sao mà con uống nhiều dữ vậy? Trời ơi Kiệt. Trời ơi Kiệt ơi, con sao vậy nè? Bộ hết chỗ ngồi sao ngồi đây vậy hả? Con sao vậy hả? Trời ơi, mẹ gọi cho con quá trời luôn, sao con không bắt máy? Mẹ gọi cho con Nguyên nữa cũng không được. Hai đứa nói với mẹ là về ăn cơm với mẹ mà. Sao vậy? Hả? Lúc đó con xịn quá, con không nghe máy. Còn Nguyên... Nguyên với em của cổ bỏ trốn rồi. Hả? Sao tự nhiên nó lại bỏ trốn? Hả? Thì ra là cô gạt con. Cô lừa con đổ tiền vào công ty của cổ. Mà công ty của cổ thì sắp phá sản rồi. Trời. Tất cả là kế hoạch của cổ hết. Bây giờ con mất hết tất cả rồi. Con đúng là một thằng ngu mà. Thì ngu thiệt chứ gì nữa. À, không, không. Ý mẹ nói là cái con đó nó khốn nạn quá. Trời ơi, mẹ đúng là nhìn lầm nó rồi. Dì không ngờ nó vẫn tệ như ngày xưa vậy. Tôi cũng không ngờ. Nếu như ngay từ đầu tôi nghe lời của dì, tôi sẽ không có ngày hôm nay rồi. Cái đó là báo ứng của hai mẹ con mấy người đó. Ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, tới lượt cô nói rồi đó hả? Mấy người hồi xưa đối xử với tôi tệ ra sao, bây giờ bị báo ứng là đúng rồi. Bà nè, bà dám vu oan cho tôi. Còn cái ông này, bạc tình bạc nghĩa, ly dị rồi bỏ rơi tôi trong lúc tôi đang bơ vơ không nơi nương tựa. Bây giờ tôi đâu phải là thánh nhân đâu. Tôi nhìn thấy hai mẹ con mấy người bị như vậy, không lẽ tôi phải thương xót hai người hả? Trời, cô cấm sừng tôi, còn lớn tiếng ở đây nữa hả? Tới bây giờ mà anh vẫn còn mặt dày vu khống tôi hả? Tôi mà cấm sừng anh, vậy bây giờ tình nhân của tôi đâu? Trong khi á, anh tư tình với cái bà Quyên đó, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Trời trời. Nè, cô mới là người vừa ăn cướp vừa la làng đó. Cái gì? Cô cần tôi tìm anh Bách gì đây để đối chiến với cô không? Ừ. Anh đừng có mà vu khống tôi nghe chưa? Tôi với anh Bách chỉ là bạn thôi. Là bạn? Là bạn mà ngủ qua đêm với nhau chung nhà hả? Cái gì? Anh ta, chính miệng anh ta còn nói anh ta là chồng sắp cưới của cô nữa kìa. Hả? Ngày hôm đó còn có mẹ tôi ở đó còn chối nữa sao? Mấy người qua lúc nào? Tôi đâu có thấy đâu. Có. Nè, cái hôm mà tôi mang cái tờ đơn ly dị tới á, nhưng mà trước đó tôi với thằng Kiệt có qua bên đó để nói chuyện. Nên nói cái gì để yên cho tôi giải thích đây nè. Tôi thấy rõ ràng cô á nằm ở trong phòng, còn thằng Bách đi ra tiếp chuyện tôi với con trai của tôi, đúng không? Nhưng Nến, có thể sau đó là hai người chia tay thì sao, chứ không phải là bây giờ cô sống một mình là giải thích cho cô cái chuyện là trước đó cô không có ngoại tình, đúng không? Nhưng... Nến ngay, nói cái gì hết chuyện để nói rồi đúng không? Con, bây giờ mẹ đưa con về, không cần phải tốn thời gian vô ích với cái thứ này. Đi, đi về, mẹ đưa con về. Trời ơi, tôi đã nói là không có mà. Thôi, không con... có sao nổi điên vậy, con khùng. Bà... Nè, dì thấy chưa? Hai mẹ con nó giữ như vậy làm sao mà con nói lại được. Không cho con mở miệng ra luôn đó. Tú, bình tĩnh lại đi con. Nhìn thấy đồ của thằng Kiệt,
Dì nghĩ là nó không có nói dối con đâu. Trời đất ơi, cái anh Bách đó chỉ là bạn của con thôi. Đúng là lúc trước anh có tỏ tình với con thiệt, nhưng mà con đã từ chối rồi. Con chỉ coi anh Bách là bạn thôi. Sau đó thì ảnh đi về Úc, tụi con cũng mất liên lạc luôn. Con có thử gọi điện thoại để hỏi thăm, nhưng mà ảnh đâu có nghe máy đâu. Vậy cái hôm con ký đơn ly dị, cậu Bách có ở đó như lời của bà Tuyết nói không? Con nhớ là tối hôm trước á, tụi con có uống ở quán bar để mà tiễn anh Bách đó đi về Úc. Sau đó thì con say quá, ảnh có đưa con về nhà, nhưng mà giữa tụi con không có xảy ra chuyện gì hết á. Cái lúc mà con tỉnh lại á thì ảnh không có ở đó nữa. Rồi ảnh có gọi điện cho con chia tay con để mà ảnh đi về Úc. Sau đó thì bà tới, bà đưa tờ giấy ly dị cho con. Bà nói á, anh Kiệt ly dị với con là để tới với cái bà Nguyên kia. Lúc đó còn tức quá, còn ký luôn. Để chị nói chuyện lại với bà Tuyết con sao. Con có đọc tin nhà chị Nguyên, cũng như cổ đông bị hại đã làm đơn tố cáo chị. Chắc thời gian sắp tới sẽ có lệnh truy nã. Anh hai của con suy sụp lắm, mẹ khuyên nhưng mà nó không có nghe. Qua này cứ đi uống rượu hoài à. Thường tổn thương tình cảm thì khó vượt qua nhanh được. Mẹ cứ cho anh hai thời gian đi. Mẹ cũng đành vậy chứ biết sao giờ. Còn con Phương, tối hôm qua con gọi cho nó thì nó không chịu về. Nó nói là nó thêm vài ngày nữa để tìm kiếm. Mẹ cũng tính kêu nó về nhưng mà thấy nó quyết tâm lắm. Nó nói nó sẽ tìm hết tất cả những cái xã. Có lẽ vì đứa con cho nên nó mới hận thằng khốn nạn đó dữ như vậy đó. Chị Ngọc ơi, ra mở cửa giùm tôi. Dạ. Cô ơi, có người gửi cho cô cái này. Ai vậy chị Ngọc? Cậu đó bịt mặt, không có nói. Chỉ nói là gửi cô cái này thôi. Ừ, được rồi, cảm ơn chị. Dạ. Cái gì vậy con? Chuyện gì vậy? Mẹ xem đi. Trời, trời đất ơi, thì ra nó cặp với con này hả? À, thôi con à, con cũng biết tánh nó như vậy rồi, con cũng đừng có buồn nha. Con biết lâu rồi, con không buồn đâu. Chỉ là con đang suy nghĩ ai là người gửi cái này tới. Mục đích là muốn con tới đó đánh ghen. Hay là thằng khốn nạn kia? Cũng có khả năng là hắn. Chắc là hắn tưởng con sẽ tới đó đánh ghen. Nhưng mà nè con, dù sao nó cũng là chồng của con, con cũng nên nhắc nhở nó. Lỡ nó bị mấy cái con đó dụ dỗ đòi ly dị con thì sao? Không sao đâu mẹ, ông không thể sinh con được. Mấy đứa này không thể đấu lại con đâu. Có tụi nó, ông càng đỡ làm phiền con. Chứ thật sự con cũng đâu thích gần gũi ổng. Con chỉ cần ổng giúp con đạt được tài sản từ tên Quân, con sẽ thay ổng quản lý tất cả. Cho con ly nước mía nha. Ờ. Mình đi cả tuần nay rồi, cũng giáp hết cái xã nè, còn hướng cầu tẻ là chưa đi. Thôi, ráng đi hết hôm nay, vô hướng đó, rồi nghe lời mẹ với chị ba đi về. Nước mía nè con. Dạ, cảm ơn dì. Dì ơi, dì cho con hỏi cái, bây giờ con muốn đi qua cầu tẻ thì con phải đi hướng nào hả dì? À, giờ con đi hết cái đường này nè, cái con gặp cả ba con quẹo trái, cái con đi khoảng cây số nữa cái con quẹo phải. 20 năm trước ở trong đó lũ cuốn trôi đi hết à. Dân trong đó hả, bây giờ ra đây sinh sống hết nè. Trong đó giờ như bỏ hoang vậy đó. Có gì trong đó đâu mà còn vô trong đó. Cho con hỏi lại cái. Hỏi gì? Khu vực trong đó là 20 năm trước bị lũ cuốn trôi hết hả dì? Ta nói đang yên đang lạnh vậy đó, chỉ một đêm thôi tan hoang hết. Dì cũng là người trong đó nè, giờ phải ra đây sinh sống đó. Ở trong đó dì có biết ai là một cặp vợ chồng? Người chồng thì tên Minh, vợ thì tên là Loan.
dì có biết không dì? Ông Minh với bà Loan hả? Hình như là dì nghe quen quen. Dì ráng nhớ là giùm con nha. Thật ra con cũng không quen hai người đó. Còn chị biết hình như là ông Minh đó ở huyện Châu Phong này, cho nên con mới đi tìm. 20 năm trước á, ông Minh và bà Loan đó có một đứa con trai nữa, tên là Quân. Dì ráng nhớ giùm con nha. Bà Loan năm đó hình như cũng bị lũ cuốn trôi chết luôn đó dì. À đúng rồi, 20 năm trước á, là cái ông Minh đó, ông ở xóm của dì á. Cái ổng đi xa về, ổng nghe tin vợ con ổng bị lũ cuốn trôi, cái ổng bỏ đi biệt xứ từ đó giờ luôn. Dì nói sao? Vợ con? À, không phải đâu dì. Hình như là con của ổng vẫn còn sống, chỉ có bà Loan chết thôi. Con có làm ai không chứ? Năm đó hai mẹ con bị lũ cuốn trôi chết hết. Dân ở trong xóm dì nè, thấy hai mẹ con không có người thân thích, nên đem quả táng gửi cho cốt vô chùa. Mà có cái lạ lắm nha, thời gian sau đó hả, còn có cốt của thằng nhỏ không à. Cốt của mẹ nó hả, mất tiêu à. Bây giờ trong chùa tới giờ cũng không biết luôn á. Vậy đúng là hắn không phải là Quân rồi. Có thể hắn chính là An như lời dì Thu nói. Dì, chị chỉ giùm con. Dì còn nhớ cái chùa mà người ta thờ tro cốt ở đâu không vậy dì? À, bây giờ cái đường này nè, con đi thẳng tới ngã ba là con thấy cái chùa liền hà. Dễ tìm dạ. lắm. Ở đây có một cái chùa một hà. Con gửi tiền nước mía. À, cảm ơn con cảm nha. Con cảm ơn dì nhiều nha. Bà tới đây làm chi vậy? Tôi qua thăm thằng Kiệt. Hai bữa nay tôi điện cho nó mà nó không bắt máy. Chắc là đi nhậu nhẹt nữa rồi. Cái thằng thiệt tình. Sao bà không khuyên nó? Sao bà nghĩ tôi không khuyên? Mà nó có chịu nghe tôi đâu. Cái con khốn nạn đó, đã gạt tình cảm rồi, gạt luôn cả tiền của nó. Hỏi sao mà không sốc được. Bởi vậy đâu phải ngày một ngày hai mà qua được. Nếu ngày xưa hai người chịu tin tôi, tìm hiểu kỹ con Quyên, thì bây giờ đâu đến nỗi này. Làm sao? Bà đang tự cho mình là hay đó hả? Tôi không có ý đó. Tôi nghĩ qua chuyện lần này, bà nên rút kinh nghiệm đi. Đừng cái gì cũng chỉ nhìn theo một chiều, rồi gây ra nhiều chuyện không hay. Cái gì? Nè, có phải lúc trước bà với con Quyên bày chiêu trò để cho thằng Kiệt ly dị với con Tú có đúng không? Thì tôi chỉ muốn tốt cho thằng Kiệt thôi mà. Mà tôi hỏi bà, ngay thời điểm đó giữa con Quyên với con Tú, chọn ai? Đương nhiên là phải chọn con Quyên rồi. Tôi biết trước giờ bà làm cái gì cũng nghĩ tới các con của bà hết. Chứ gì nữa? Nhưng mà cách làm của bà hoàn toàn sai. Sao bà tới bây giờ cũng không chịu tỉnh ngộ hả? Trời, tự nhiên bây giờ lên mặt dạy đời tôi vậy? Nè, tôi nói cho bà biết nha, chưa đi hết cuộc đời này, bà đừng có nghĩ là bà hay rồi lên mặt dạy đời người ta nha. Tôi không có chịu thua bà đâu. Kiệt, còn không được uống nữa. Dì tránh ra đi. Tôi uống gì kệ tôi. Dì nói buông ra nghe không? Cho dù bây giờ con đã mất hết tất cả, nhưng mà con vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu. Còn con Nguyên đó, nó không xứng đáng để cho con đau khổ như vậy đâu. Dì đi đi. Hết mẹ tôi rồi thế gì? Làm lại từ đầu hả? Tôi bắt đầu biết bao nhiêu lần rồi, làm bao nhiêu công ty rồi, hai lần làm giám đốc, cuối cùng thì sao? Tôi cũng thất bại thôi. Dì không có cho con uống nữa. Con ngồi xuống cho dì. Con có nghe không? Hay là con muốn ăn đòn? Dì muốn đánh tôi hả? Dì đánh tôi đi, tôi đáng bị đánh lắm. Hay dì bắt tôi quỳ, quỳ xuống cho dì. Sao dì không nói? Tôi quỳ xuống, tôi quỳ xuống để dì đánh tôi đi. Con ngồi lên, ngồi lên. Kiệt à,
Con nghe dì nói nè, con còn nhớ quán phở của dì không? Cái hồi dì bán ở dĩa hè, sau đó người ta thấy dì bán được, rồi họ lấy lại mặt bằng. Dì phải dời đi chỗ khác, mất hết khách cũ, phải bắt đầu lại từ đầu. Dì không đủ tiền mua hẳn mặt bằng, nên cứ bán ổn định là bị người ta lấy lại mặt bằng. Mỗi lần dời đi là mỗi lần phải bắt đầu lại. Rồi cái đợt bị giang hồ quậy phá, quán không ai dám tới ăn. Những lúc đó dì cũng rất chán nản, nhưng rồi dì cũng kiên trì vượt qua được, tích góp vay mượn để mua hẳn một mặt bằng buôn bán tới bây giờ. Thất bại đâu phải là chấm hết đâu con, nhiều người thất bại còn nhiều hơn con nữa, nhưng người ta vẫn đứng lên. Quan trọng là con phải rút ra được bài học từ những thất bại của con. Con không tự tin đứng dậy mà cứ lao đầu vô rượu chè hoài thì cả đời con sẽ gắn luôn với hai chữ thất bại đó. Nhưng thực sự bây giờ tôi đã mất phương hướng rồi, tôi không biết mình bắt đầu lại từ đâu nữa. Dì luôn tin con là người có năng lực, chỉ vì con thiếu sự kiên trì nhẫn nại thôi. Nếu con muốn tiếp tục phát triển hệ thống phở, dì sẽ để lại quán phở Diệu cho con phát triển. Bây giờ dì chỉ còn cái quán phở đó, nếu tôi lại làm thất bại nữa thì dì sẽ không còn gì nữa. Tôi mà là dì, tôi sẽ không làm chuyện dại dột vậy đâu. Dì không làm chuyện dại dột bởi vì dì tin tưởng con. Hệ thống quán phở Vĩnh Phong lúc trước con phát triển rất tốt. Dì tin con đã rút ra được những sai lầm của mình. Dì dám tin tưởng giao cho con cái quán cuối cùng của dì. Không lẽ con không đủ tự tin để làm lại từ đầu sao? 20 năm qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không lẽ dì không giận tôi sao? Đúng là so với con Thư, con Phương, con là đứa cứng đầu nhất, làm cho dì phiền lòng nhiều nhất. Nếu nói dì chưa từng giận con là dì nói dối. Nhiều lúc con làm dì giận lắm chứ, nhưng trong lòng dì, dì thật sự coi tụi con như con của dì. Mình đã nương tựa vào nhau 20 năm rồi còn gì. Có giận, có đánh đòn, có răng dạy, cũng có bất hòa, và có cả yêu thương nữa. Con xin lỗi gì. Từ đó tới giờ con chưa bao giờ xưng con với dì hết. Thật ra con xin lỗi này, con phải nói với dì từ lúc dì nhường thương hiệu phở Chính Phong cho con. Con không phải là đứa ương bướng, không biết suy nghĩ. Tại vì con ngại, con nghĩ nếu mình xin lỗi với dì, nhận lỗi với dì thì con sẽ thấy mất mặt. Con làm vậy thì mẹ con sẽ thấy tủi thân. Dì biết cái tội của con rất là lớn, và con cũng rất hiếu thảo. Con chống đối dì 20 năm qua cũng vì con thương mẹ con, đúng không? Hồi nhỏ con nghĩ dì cướp ba của con khiến mẹ con phải bỏ đi, nhưng khi lớn lên con biết nhìn nhận sự gì. Con hiểu chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm thôi. Cũng như dì nói, cái tôi của con rất lớn, nên nhiều lần con cố bỏ suy nghĩ là con đang làm sai. Con đang nợ dì quá nhiều. Con cố tìm lý do bảo biện cho hành động sai của mình. Con rất thương mẹ, và tất nhiên không ai thay thế được vị trí của mẹ con trong lòng của con được.
Nhưng cũng có một sự thật, con cố phủ nhận. Dì cũng là người quan trọng trong cuộc đời của con. Con xin lỗi dì. Mẹ, con báo cho mẹ biết tin này. Con đã tìm được tin tức của tinh quân đó rồi. Hắn là giả mạo, tinh quân thực sự đã chết rồi. Bây giờ chính bản thân con sẽ vạch mặt hắn tội lừa đảo trước mặt ông ngoại của hắn. Trời ơi, thiệt vậy hả con? Như vậy thì tốt quá. Nó không phải là cháu ruột thì không có quyền giành tài sản với anh chị ba của con. Dạ, mẹ về liền nha. Rồi mẹ con mình sẽ bàn công chuyện. Ừ, mẹ về liền con. Dạ. À, em, có chuyện gì vậy em? Con Phương, nó đi An Giang bữa giờ, bây giờ nó về tới nhà rồi mà quên đem chìa khóa. Thôi vậy là em phải về để mở cửa cho con nha. À, em, lúc nãy anh nghe em nói chuyện gì mà giành tài sản vậy? À, là cái thằng khốn nạn Quân đó, người yêu cũ của nó, cũng là cháu chồng của con Thư luôn. Thật ra nó giả mạo thân phận của người khác để mà cướp tài sản nhà chồng của con Thư đó anh. Mà sao con Phương nó biết được hay vậy em? Nó chỉ mới nói với em nhiêu đó hả? Chắc là nó đợi em về, nó mới kể tiếp cho em nghe. Thôi em về nha, để nó đợi tội nghiệp nó. Em đi cẩn thận nghe. Dạ, bữa khác gặp lại nha. Ừ. Dạ. Dạ con nghe nè chú. Phương ơi, mẹ con bị tai nạn giao thông. Chú đang chở mẹ con tới bệnh viện cấp cứu. Chú ơi, bây giờ mẹ con đang ở đâu vậy chú? Mẹ con có bị nặng hay không? Chú đang chở mẹ con đi thì bị cái xe kia đụng, mẹ con bị nặng hơn, còn chú thì nhẹ hơn. Chú điện cho anh chị con rồi, tụi nó cũng đang đến. Chú đang đưa mẹ con tới bệnh viện, con mau tới đi, chú sẽ nhắn địa chỉ. Dạ. Bây giờ con chạy tới đó liền, chú đợi con nha. Tính tiền. Chú ơi, chú, mẹ con đâu chú? Mẹ con sao rồi hả chú? Mẹ con bị nặng lắm, đành chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu rồi. Và anh chị con đi theo xe với mẹ con, còn chú ở đây đợi con. Để có xe rồi chú cháu mình đi chung luôn. Cầu trời cho mẹ con không sao. Mẹ, chú có nghe mẹ con kể chuyện của con, nói là con biết được thân thế của thằng Quân là giả mạo. Sao con biết được hay vậy? Con vô tình gặp được dì Sáu Duyên, là hàng xóm cũ của tên đó. Vậy con có nói cho ai biết chưa? Chưa, con chỉ mới kể cho mẹ con biết thôi à. Ừ. Để con gọi điện cho chị ba, hỏi mẹ đi tới đâu rồi. Mẹ con không sao hết. Có xe rồi kìa. Hương Sảo, điện cho tôi chuyển tiền nữa hay sao? Ông cũng vừa phải thôi nha. Con thiệt, ba lo cho con mà suốt ngày cứ nghĩ xấu cho ba. Con Phương nó đã biết được sự thật, con không phải là thằng Quân.
Sao cô biết được? Nó mò vàng vàng, nhưng mà nó cũng chưa kịp nói với ai, nên giải quyết nó là xong. Nè, ông đừng có làm bậy nha. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, nếu lộ ra thì coi như con sẽ mất trắng đó. Chị trách là con Phương nó nhiều chuyện quá. Dù sao nó cũng từng tự tử, bây giờ quăng nó xuống sông, người ta không nghi ngờ gì đâu. Tôi cảnh cáo ông, không có được làm hại cũ, nếu không ông sẽ hối hận đó. Con trai, mình đi chung một thuyền mà, đừng bao giờ vì một đứa con gái mà ngu muội như vậy. Tất nhiên tôi biết tôi không có ngu muội, tôi đang chọn phương án an toàn nhất. Ông đưa cổ về nhà đi, tôi sẽ qua gặp ông để bàn tính. Ok, chị qua liền đi. Đâu? Mới tới không chào ba một tiếng. Hỏi gái là sao con? Tôi hỏi Phương đâu? Nó bên kia đó. Sao? Kế hoạch sắp tới của con là gì? Cứ tạm thời nhốt cổ ở đây đi. Không lẽ mày tính nhốt nó ở đây cả đời hả? Tôi sẽ làm cho tài sản nhanh chóng vào tay của tôi thôi. Vậy thì dù cổ có khai ra cũng không có giá trị gì. Nhưng khả năng bị lộ sẽ rất cao. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Tôi đã nói mọi chuyện đều có thể thu xếp được. Tôi mới là người có thể lấy được gia tài của ông Phát, chứ không phải là ông. Thật ra khi ông uy hiếp tôi với một kẻ không người thân thích với ông, tôi dư sức làm cho ông biến mất khỏi cuộc đời này mà không ai phát hiện ra. Chỉ là cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi không muốn giết người, và thứ ông cần chỉ là tiền, tôi vẫn có thể đáp ứng cho ông. Được rồi, ba đồng ý. Ba rất thích tính cách khôn ngoan của con. Chỉ tiếc là con không phải là con ruột của ba. Ba sẽ giam nó ở đây, cơm nước một ngày ba bữa, không động tới một cọng tóc của nó. Con chịu chưa? Tôi muốn qua coi cổ sao. Được rồi. Sao con cũng biết rồi. Chú không ngại nói ra sự thật. Chú là Minh, ba hờ của thằng Quân, kiêm người tình của mẹ con đó. Sau khi biết tin, chị em con liên kết để đưa thằng Quân vô tù, thì chú mới tiếp cận mẹ con để làm thân với mấy đứa, tìm hiểu đối thủ. Quả thật không phí công sức của chú một chút nào cả. Thả tôi ra, mấy người tính làm gì tôi vậy hả? Anh là đồ tham lam, đồ độc ác. Thả tôi ra. Anh là An đúng không? Anh là An đúng không? Đúng, tôi là An. Chính bà Diệu và anh em các người đã nợ tôi. Bây giờ tôi đang lấy lại cả vốn lẫn lời đó thôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra mau lên. Ráng mà ngoan đi con, không thôi coi chừng trôi lên bờ trên sông đó. Mấy người tính làm gì tôi? Thả tôi ra. Anh là đồ khốn nạn.
tốt nhất, nên ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nếu không thì đừng có trách tôi. Mấy người tính làm gì tôi? Cố Thiên Giới! Cố Thiên Giới! Đi con trai. Chỗ này vắng lắm, đó có kêu khạng cổ cũng không ai nghe đâu. Sao, ông già đã sắp về hưu rồi, con nghe ông có dự định gì chưa? Với những gì đang diễn ra, tôi sẽ là người được ngoại chọn chứ không phải là ông Hải. Ba tin tưởng con, đừng làm cho ba thất vọng. Trước khi con Phương bị bắt, nó có nói chuyện này với mẹ của nó. Đáng lý ba định xử luôn hai mẹ con của nó, nhưng mà hai mẹ con của nó mất tích cùng một lúc sẽ gây ra chú ý. Ba Tuyết cũng chỉ biết được con không phải là thần quân, không có chứng cứ gì hết. Con cứ chối, nói là mẹ con bả vu khống để hãm hại con. Còn nếu như ông Phát nghi ngờ, con phải báo cho ba biết liền. Ba sẽ ra tay với cả hai cha con đó. Lúc đó quyền thừa kế sẽ hoàn toàn thuộc về con. Tôi biết rồi. Thì ra thằng Quân không phải là con ruột của đại ca. Cũng nhờ ông trời sắp xếp khiến cho tao gặp được nó. Cậu vô đi. Dạ, con thưa ba. Ai cho phép cậu gọi tôi là ba? Nếu tôi không kêu thằng Tiến tài xế của tôi tới sòng bạc tìm cậu, chắc là cậu không tới đây. Dạ thưa ba, ba cứ một hai không chấp nhận con thì làm sao con dám về đây hả ba? Cậu nghe cho rõ đây, cậu dụ dỗ con gái tôi trốn theo cậu, mục đích là để cho tôi chấp nhận cậu. Tôi giận con lo ngu muội nên từ mặt đó. 10 năm nay không tìm nó, đáng lẽ tôi không bao giờ cho cậu tội nguyện. Nhưng hiện tại vợ tôi bệnh nặng, không còn sống được bao lâu. Ba muốn gặp lại hai mẹ con lo. Cậu mau đưa mẹ con đi về đây. Dạ. Thật ra bao nhiêu năm nay Loan vẫn rất thương nhớ ba má, nhưng mà tính ba cứ cứng nhắc như vậy cho nên không dám tìm về. Thưa ba, con sẽ đưa Loan và thằng Quân về gặp ba. Nói được thì làm được. Hai mẹ con đó mà không về kịp nhìn mặt vợ tôi thì cậu đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Và tôi không để yên cho cậu đâu. Đi đi. Dạ thưa ba, con đi. Chị Sáu, chị vẫn khỏe hả? Tao tưởng là mày chết ở cái xứ nào rồi chứ. Mày còn về đây chi nữa vậy? Sao lâu ngày gặp lại, chuyện nói không thân thiện gì hết vậy? Tôi về đây để thăm mẹ con của Loan, nhưng mẹ con cô ấy đi đâu hết rồi? Sao nhà cửa của tôi lại vậy? Mày còn dám mở miệng mày hỏi tới mẹ con nó nữa hả? Năm trước nè, lũ lớn bất ngờ tràn về, mưa gió bão bùng. Đêm đó cả xóm nghe một tiếng nổ ầm thiệt là lớn luôn. Rồi lúc đó hả, cả xóm hồn ai nấy dữ. Sáng ra nhà cửa tanh banh vậy luôn nè. Rồi mẹ con nó cũng chết trôi xong luôn. Phải đêm đó có mày cho xét nó đánh cho mày chết mày luôn đi. Thank you.
Ngồi xuống. Ngồi đây không được quậy nghe chưa? Không được ra nữa đó. Ra nữa là chết cái tàu đó. Mày ngồi yên chưa? Chị, cho ly cà phê đi. Rồi, có liền, có liền. Ôi chị, sao thằng con của chị nó la hét dữ vậy? Con tôi cũng đỡ. Cái ông chồng mắc dịch của tôi, ông đi chài lưới. Ông vớt nó dưới sông đem về đó. Đầu nó đập vô đá hàng sau á. Mà hả, khi tỉnh lại, hỏi cái gì cũng không nhớ hết trơn. La hét điên khùng như vậy đó. Tôi tính bỏ mặt xác nó luôn á. Mà ông chồng tôi á, ông thương người, cho nên là để coi chăm sóc nó một thời gian coi làm sao. Mà nó la hét nó chạy dữ như vậy á, cho nên tôi mới cột nó lại đó. Nhìn nó cũng trạc tuổi thật quân. Con à, nó chỉ là con cờ trong ván cờ của tao mà thôi. Kể ra giữ con nhỏ đó lại cũng tốt. Có vẻ như nó yêu con nhỏ đó rồi, cũng tiện cho tao khống chế nó về sau. Vô, mời đại ca. Mình đã bỏ bao nhiêu công sức, lúc sắp đạt được thì hắn ra tù trở về. Bây giờ lại còn Phương và cả bà. Dạ em nghe nè chị. Ờ, Yến ơi Yến. Dạ. Tối hôm qua tới giờ con Phương nó có liên lạc gì với em không? Dạ không chị. Mấy hôm trước á, em có chat với nó. Nó nói nó đang ở An Giang á. Ủa, nó có chuyện gì hả chị? Hôm qua nó gọi điện thoại cho mẹ chị. Nó nói là nó về tới nhà rồi, nhưng mà mẹ chị về không thấy nó đâu hết, cũng không liên lạc được với nó luôn. Cậu chị với anh hai chị chia nhau đi tìm từ tối hôm qua tới giờ mà chưa được nữa. Yến nè, nếu mà nó có liên lạc với em gọi điện liền cho chị nha. Dạ, chị yên tâm đi, em biết rồi. Tí nữa em sẽ gọi mấy đứa bạn ở Sài Gòn hỏi coi có đứa nào gặp nó không. Có gì em gọi chị liền. Được rồi, cảm ơn em. Sao rồi, Yến nói sao con? Nó không liên lạc với Yến mẹ ơi. Sao mẹ thấy lo quá. Nếu như là bắt cóc tống tiền thì bây giờ tụi nó cũng sẽ báo tin cho mình rồi chứ. Hay là mình đi báo công an đi con. Dạ, vậy đi đi mẹ. Ừ. Ờ, Thương. Gì? Tìm được nó chưa con? Dạ vẫn chưa nữa gì. Con với mẹ con nên tính đi báo công an đây. Có khi nào nó làm chuyện dại dột không? Qua nay nó có buồn chuyện gì không con? Dạ con nghĩ chắc là không đâu. Tối hôm qua nó gọi điện cho mẹ con, nói là đã về nhà rồi. Nó nói là nó đã tìm được bằng chứng, chứng minh tên Quân là giả mạo. Nó sẽ giặt mặt hắn. Con đang nghi ngờ không biết tên Quân có làm gì đó không, chứ các khả năng như là bắt cóc tống tiền hay là con Phương tự bỏ đi không thể nào xảy ra được. Thằng Quân giả mạo là sao? Nó chỉ nói với mẹ con là Quân thật đã chết, còn bây giờ không phải là cháu của ông Phát, có thể đã bị tráo 20 năm trước rồi. Thôi đi đi con, trời sắp mưa rồi. Bây giờ nói với họ cũng đâu có được cái gì đâu. Mình đi đi con. Dạ. Con đi nha dì. Có tin gì báo liền cho dì nha. Dạ. Con Thu, em về trước đi. Chị đi đêm một chút nha. Chị, chị đi tìm thằng An đúng không? Em nói gì vậy? Mình là chị em thân thiết 20 năm rồi chị. Nhìn biểu hiện của chị với thằng Quân, lâu nay em cứ nghi ngờ nó là thằng An. Nhưng mà thấy gia đình ông Phát danh giá như vậy thì con cháu làm sao mà không rõ nguồn gốc được. Nên em cứ nghĩ là mình nghĩ lung tung. Em có nói chuyện này với con Phương, có lẽ vì vậy mà nó mới đi An Giang đó. Thằng An nó không chịu nhận chị có đúng không? Nó hận chị. Nó cho rằng ngày xưa chị thiên vị anh em thằng Kiệt, cứu con Thư mà không cứu nó. Nó không muốn nhận lại chị.
Nó còn gây ra bao nhiêu chuyện với anh em thằng Kiệt để trả thù. Suy cho cùng, chị có lỗi với nó nên chị mới không nói ra sự thật này cho ai biết hết. Bây giờ chị chỉ mong nó không vì tham vọng mà đánh mất nhân tính, làm hại Cung Phương. Chị muốn gặp nó, nói chuyện thăm dò coi sao. Em khoan nói chuyện nó là thằng An cho mọi người biết nha. Em cũng thương thằng An mà. Em sẽ để cho chị quyết định. Bây giờ chị với em về nhà em, kêu nó qua hỏi rõ mọi chuyện. Em cũng muốn nói chuyện với nó nữa. Bà gọi điện cho tôi có chuyện gì? Cũng may là con chưa chặn số gì như mẹ con. Bà nói bậy bạ gì đó? Dì với mẹ con muốn gặp con ở nhà dì. Tại nhà mẹ con Tuấn không có tiện nói chuyện. Con tới liền nha. Mẹ với dì đang đợi con. Chị đừng có lo lắng quá.